làm bài tập rồi. Một bộ đề gì nữa liên quan tới YK 42, chủ yếu là tất cả những cái đề của YK 42 đã thi, trong đó có 5-6 đề. Thỉnh thoảng ta sẽ làm 1-2 đề của Y liên thông và 1-2 đề của Y sao. Như vậy, sở điều các bạn chỉ nhớ dùng thầy hai ý thôi. Ý thứ nhất là từ 30 tới 50 tuổi. Và ý thứ hai là stone burden. Về sỏi từ 30 tới 50 tuổi, các bạn nhớ một ý thôi, đó là 4 yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên các bạn phải trả lời được câu hỏi: vì sao người ta chỉ bị sỏi niệu đa số từ 30 tới 50 tuổi, còn trước 30 hiếm khi bị? Nếu có bị thì thường là do bất thường giải phẫu hoặc ngồi quá nhiều, tức là chơi game một ngày tới 5-6 tiếng đồng hồ, hoặc là uống rất ít nước, thường là dưới 1 lít mỗi ngày. Như vậy nếu các bạn gặp một người dưới 30 tuổi mà bị sỏi, chắc chắn họ phải bị một trong ba lý do đó. Nếu trong bình án hoặc trong hỏi thi hoặc trong làm bài mà không nhớ được ba lý đó, các bạn sẽ bị trừ điểm. Bốn yếu tố nguy cơ đó là: số 1, uống ít nước; số 2, ngồi nhiều; số 3, béo phì; và số 4 là một bệnh nền. Bao giờ cũng phải thuộc bốn cái này. Có nghĩa là nếu những bệnh nhân từ 30 tới 50 tuổi mà bị sỏi, chắc chắn họ sẽ bị một trong bốn yếu tố này. Chắc chắn không chạy được khỏi. Do đó khi làm bệnh án sỏi niệu, bao giờ bạn cũng sẽ bị câu hỏi tại sao bệnh nhân này bị sỏi. Tuy nhiên có những câu hỏi mà cho tới giờ này khoa học không trả lời được. Tại sao bệnh nhân này bị sỏi bên phải mà không bị bên trái? Tại sao bệnh nhân kia bị sỏi bên trái mà không bị bên phải? Tại sao bệnh nhân nọ lại bị sỏi hai bên? Những câu đó chúng ta không trả lời được. Về sỏi niệu các bạn nhớ được stone burden. Stone burden các bạn chỉ nhớ hai ý thôi. Ý thứ nhất đó là kích thước của sỏi được tính bằng L nhân cho W nhân cho D nhân cho B trên 6. Như vậy ta sẽ ra được kích thước của viên sỏi. Sau đó các bạn mới biết được hao phiêu của nó. Trên lâm sàng, những viên sỏi mà có kích thước từ 12-13mm khối trở lên, nếu là sỏi thì quẳng lưng, phải tính tới hao phiêu để quyết định labro hay là tán sỏi nội sỏi laser. Vì tất cả những sỏi nào có hao phiêu trên 1000 đều không thể tán ngoài cơ thể được. Tuy nhiên muốn tính được hao phiêu thì các bạn phải có MSCT. Trong trường hợp những bệnh nhân không có MSCT, người ta lấy cái phim câu về người ta tính. Nếu cục sỏi đó mà nó sáng hơn cái xương sống, đốt sống thì có nghĩa là cái sỏi đó trên 1000. Nếu cái sỏi đó mà mờ hơn đốt sống thì cái sỏi đó dưới 1000, chúng ta sẽ cho tán ngoài cơ thể. Chúng ta hiểu được chưa? Rồi, các bạn phải thuộc cho được một cái chỉ định điều trị nội và 5 cái phương pháp can thiệp. Ngoài ra chúng ta có một phương pháp can thiệp thứ 6, đó là sandwich. Chúng ta biết bánh mì sandwich không? Là bánh mì cà thịt. Vậy thì trong sỏi niệu sandwich là sao? Một viên sỏi phức tạp. Một viên sỏi như thế này. Nếu muốn điều trị được nó mà ít xâm lấn, người ta sẽ làm phương pháp sandwich. Có nghĩa là người ta sẽ tán spicinel trước để người ta giải quyết hết được nhiều đây. Sau khi tán xong, người ta sẽ đặt cái WG và người ta đặt một cái ống mở thành ra dài. 3 ngày sau người ta tiếp tục spicinel cái nữa, lấy được hết cái này. Sau đó người ta đặt ống này, người ta rút ống này đi, người ta khâu lại. 1-2 bữa sau người ta rút ống này luôn, khâu lại cho nhân xuất viện ra. 2 tuần sau người ta sẽ y sẽ lôi eo cục này. Phương pháp như vậy người ta gọi là sandwich. Và khi bệnh nhân xuất viện ổn định hết, 1 tháng sau tái khám,
chỉ còn lại hai cái thẹo có chút xíu mặt cái đầu của anh, chúng ta không thấy gì hết. Tuy nhiên để làm được phương pháp này phải tốn rất nhiều tiền, trung bình một cái BCNL là 20 triệu, hai cái BCNL là 40 triệu, ESNL cũng khoảng 5-7 triệu nữa. Có nghĩa là với một cuộc sống như vậy mình nên phải tốn ít nhất là 50 triệu nếu mình nên có kinh tế mạnh. Thẹo được kìa, như xuất hiện về hoàn toàn không có thẹo gì hết, đi cuốc đất trồng khoai là tính được. Nhưng bỏ rõ ràng bỏ ra 50 triệu để sau đó đi cuốc đất trồng khoai thì chắc không thể. Thẹo được kìa. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài Lodz. Để học được Lodz, các bạn mở cái điện thoại di động ra, các bạn bấm chữ Lodz 2017 đi Cần Thơ. Các bạn sẽ thấy hiện lên một cái đồng hồ, trong đó có 12 múi giờ. 12 giờ là tiền lịch tiết, 10 giờ là đa niệu giờ đêm, và 7 giờ là viêm bàng quang, nhiễm trùng đường tiểu dưới. Như vậy trên lâm sàng các bạn chỉ học 3 cái lốt này thôi, còn lại 11 giờ không học, 9 giờ, 8 giờ không học, 6 giờ, 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ không có học. Được. Có những bài ngoại khóa này sẽ giảng thêm lốt ở các em bé 3-5 tuổi và những người phụ nữ 40-49 tuổi. Đây là hai bài dạy riêng, nữ 40-49 và trẻ em 3-5 tuổi.